chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là chuyên viên tư vấn của Gazer Việt Nam. Năm 2019 sắp khép lại, chào đón năm 2020. Gazer Việt Nam kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, tấn lộc, tấn tài, sức khỏe và thành công. Hiện nay đại lý của Gazer Việt Nam đã lớn mạnh và có mặt tại khắp các tỉnh thành của cả nước để cung cấp máy lọc nước Nano Gazer tới người tiêu dùng. Để tạo điều kiện cho quý đại lý trong việc cung cấp thông tin tới khách hàng cũng như là đảm bảo quyền lợi cho quý đại lý trong quá trình hoạt động, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, Gazer Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động chứng nhận đại lý ủy quyền trực tuyến. Hiện nay, Minh Anh Water là nhà phân phối độc quyền máy lọc nước Nano Gazer tại Việt Nam và toàn Đông Dương. Sau khi Minh Anh Water và quý đại lý thực hiện việc ký hợp đồng nguyên tắc giữa hai bên, thì Minh Anh Water sẽ có nhiệm vụ cấp chứng nhận ủy quyền trực tuyến cho quý đại lý. Theo đó, quý đại lý sẽ nhận được những lợi ích từ chứng nhận ủy quyền trực tuyến của chúng tôi như sau. Thứ nhất, quý đại lý có thể dễ dàng cung cấp chứng nhận ủy quyền trực tuyến của mình cho bất kỳ đối tác cũng như là khách hàng nào. Thứ hai là tiết kiệm thời gian, tiền bạc cũng như công sức cho quý đại lý trong quá trình hoàn thiện cũng như thực hiện việc cấp chứng nhận đại lý ủy quyền. Theo đó, tất cả mọi thao tác, chỉnh sửa, bổ sung chứng nhận ủy quyền trực tuyến sẽ thực hiện theo công nghệ 4.0, sẽ tiết kiệm được thời gian cho quý đại lý trong quá trình hoàn thiện chứng nhận ủy quyền. Điều thứ ba, chứng nhận ủy quyền trực tuyến của quý đại lý sẽ được đăng tải trên website equata.gazer.com của Gazer Liên bang Nga, từ đó thể hiện được sức mạnh của quý đại lý so với những đơn vị phân phối máy lọc nước khác. Cuối cùng, chứng nhận đại lý ủy quyền trực tuyến sẽ giúp tăng độ tin tưởng đối với khách lẻ và từ đó chứng minh một điều rằng quý đại lý xứng đáng trở thành đại lý ủy quyền chính hãng của Gazer Liên bang Nga tại khu vực và địa bàn lân cận. Gazer Việt Nam xin được nhắc lại một lần nữa, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, Gazer Liên bang Nga và Gazer Việt Nam sẽ thực hiện việc cấp chứng nhận ủy quyền thông qua hình thức trực tuyến trên website của Gazer Liên bang Nga equata.gazer.com. Rất mong với sự thay đổi này sẽ giúp quý đại lý phát triển hơn nữa và cung cấp rộng rãi cái dòng máy lọc nước Nano Gazer Liên bang Nga tới toàn thể người dân trong khu vực và địa bàn lân cận. Để tìm hiểu những thông tin chi tiết liên quan, quý đại lý khách hàng có thể tham khảo qua link bên dưới của video hoặc có thể gọi điện về cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Ngay bây giờ, quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được những thông tin mới nhất từ Gazer Việt Nam. Một lần nữa, Gazer Việt Nam kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại!